Hello, xin chào các bạn, mình là Linh Tờ và bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn học cái nét tiếp theo. Đó là nét sổ gập gập móc nhé. Đó, đây là cái nét sổ gập gập móc này. Đấy, nó có rất là nhiều phần gập và phần móc như thế này. Các bạn cần chú ý cái tên gọi, cái hướng nét của nó nhé. Đây, phần gập này này, phần gập này và phần móc ở phía dưới này các bạn đều phải nhấn nực bút lên cho mình nhé. Nhấn đó, những cái phần mà mình khoanh tròn như thế này, nhấn nút bút lên cho mình này, ở những cái phần gập này này. Nào bây giờ chúng ta sẽ tới cái phần cách viết của cái nét này. Thì đầu tiên các bạn cần xác định cho mình là cái phần gập, cái phần cong này nó sẽ bằng với cái phần gập này phía bên trên này nhá. Thỉnh thoảng vì cơ bản nó là được viết bằng, còn thỉnh thoảng nó cũng sẽ tùy theo cấu tạo của chữ Hán nữa. Tiếp theo này, chúng ta sẽ viết cái nét này như sau. Đầu tiên các bạn khởi bút cho mình một nét sổ gập xuống, học rồi. Đây, gập dạng kiểu dạng số H như này, gập ngang ra như này này. Sau đó các bạn tiếp tục gập xuống dưới như này, chỉ nhấn được bút này, hồi phong lại này. Bẻ một đường cong, hơi cong nhẹ nhá. Móc nhẹ từ cái móc bên trên như này. Đây, cái chỗ này nó phải hơi cong nhẹ một chút. Làm thế nào để chúng ta có thể phân biệt được nó cong? Đây nhá. Gập này. Cong xuống móc nhẹ như thế này. Thì cái phần gập này kéo thẳng xuống dưới thì phần móc nó hơi lùi sang về bên tay trái một chút xíu. Đây nhá. Đấy, nó hơi lùi sang phía bên tay trái một chút thì là các bạn có thể thấy được nó hơi cong nhẹ như này. Đấy. Đây là cái mình chỉ cho các bạn để các bạn biết được nhá. Thế bây giờ thì cái nét sổ gập hoặc móc này thì nó sẽ tùy theo cấu tạo chữ Hán này. Nó sẽ viết ví dụ như mình viết chữ mã như này. Gập xuống này. Móc nhẹ trên như này. Một nét ngang như thế này. À, chữ mã con ngựa thì các bạn phải viết nó hơi cong nhẹ một chút là phần gập đây, kéo thẳng xuống dưới thì cái phần móc nó hơi móc nhẹ trên nó lùi sang phía tay trái một tí nhá. Khi móc thì các bạn chú ý cho mình này, nhấn này, móc xuống này, nhấn này, hồi phong này, đẩy một đợt nhẹ lên trên móc. Nếu như có một nét ngang phía bên trong như thế này thì mình sẽ viết cái móc này nó móc ngắn thôi, hạn chế móc dài đấy nhá. Đấy, và chữ mã này thì các bạn có thể thấy được cái phần gập và cái phần cong ở phía dưới này thì nó sẽ gần như xem bằng nhau. Đấy, nó sẽ tùy theo cấu tạo chữ Hán nữa chứ không phải lúc nào nó cũng sẽ biết bằng nhau nhá. Nhưng theo cá nhân của mình thì các bạn sẽ viết cho mình như thế này. Cái phần góc độ ở ngoài đây nó sẽ rơi tầm khoảng 60 tới 90 độ tùy theo cấu tạo chữ Hán nhá. Vì chữ Hán nó có cấu tạo tượng hình phức tạp, cho nên là cái góc ở ngoài đây nó phải góc nó phải rộng hơn. Đấy, phải lớn hơn 60 trở lên nhá. Đây nó chỉ có vậy này thôi. Đây là nét chúng ta ghi đó là nét sổ gập này, móc này. Đấy, đây là nét sổ gập và móc nhá. Nhắc lại một chút là cái phần móc này thì khi mà các bạn móc nó kéo dài lên trên thì đừng để nó chạm vào cái phần gập này. Nếu như phần móc đấy mà kéo chạm với nó thì chắc chắn là các bạn đang viết đó là cái nét móc của mình góc nó hẹp như này này. Đấy, nó hẹp như này. Kéo thẳng lên trên thì chắc chắn nó sẽ bị chạm với cái phần gập. Thay vào đó chúng ta sẽ phải bửa nó ra một chút à, các bạn hướng móc ra ngoài nhá nhá. Mực xanh nhá, hướng móc ra ngoài. Đấy, nó nới thêm một đoạn nữa. Hello, chào các bạn, mình là Ninh Táo.